tất cả các cuộc giao thương đó đều phải đi qua Biển Đông, nơi được biết đến với hàng chuỗi bãi đá ngầm rất nguy hiểm, nhiều lần đã xảy ra tai nạn đắm tàu. Jean-Louis Tabe, người vẽ tấm bản đồ nổi tiếng An Nam Đại Quốc Họa Đồ, ghi nhận: Paracen, tức bãi cát vàng. Mặc dù ngoài quần đảo không có gì khác ngoài các bãi đá và độ sâu lớn hứa hẹn nhiều bất tiện, vua Gia Long đã nghĩ tới việc mở rộng lãnh thổ của ngài bằng cách chiếm thêm vùng đất buồn bã này. Năm 1816, ngài đã đến đây, long trọng cắm cờ, chính thức chiếm hữu các đảo này mà không một ai tranh giành gì với ngài cả. Thế kỷ 16-17 có nhiều cái tư liệu mà người ta đã nói là đây là cái đảo Paracen này thuộc cái Cochinchina, tức là đảo trong rồi. Đặc biệt ấy, lúc bây giờ Ý này, Đức này, thế rồi là Hà Lan này, Anh này, đặc biệt chứ Anh mà không ai chưa ai nói đấy là cái nhật ký của Crawford, rồi ông công nhận rằng là năm 1816 vua Gia Long đã ra chiếm cứ đảo Hoàng Sa làm cái lãnh thổ của vương quốc mình và không có ai tranh chấp cả. Tức là từ năm 1816 về mặt nhà nước là xác lập chủ quyền và có bia chủ quyền của vua Gia Long đặt ở Hoàng Sa, tiếp tục đến là Minh Mệnh, Tự Đức và về sau này nữa. Cũng cần phải nhấn mạnh thêm về cuốn nhật ký của Crawford. 14 năm sau khi vua Gia Long lên ngôi, lấy tên nước là Việt Nam. Năm 1816, đúng với sự ghi nhận của Jean-Louis Tabe, vua Gia Long đã xác lập chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa. Nhật ký hải trình của ông đã viết: Vua xứ Cochinchina, Việt Nam hiện nay, năm 1816, đã chiếm hữu những đảo đá, bãi cát gọi là Paracen. Ông ta tuyên bố những khu vực đó đã được chiếm hữu và không có sự tranh chấp nào cả. Ngay cả những cuốn sách sử chính thức của nhà nước phong kiến Trung Quốc trước năm 1909 như Đại Nguyên Nhất Thống Chí năm 1294, Đại Minh Nhất Thống Chí năm 1461, Đại Thanh Nhất Thống Chí năm 1842 đều khẳng định cực nam của lãnh thổ Trung Quốc là Nhai huyện, đảo Hải Nam. Các đường ô vuông theo kinh tuyến vĩ tuyến xác định đảo Hải Nam ở vào khoảng vĩ độ 20 độ Bắc. Trong khi theo định vị của kỹ thuật bản đồ hiện đại, cực Bắc của quần đảo Hoàng Sa nằm ở vĩ độ 15 độ 45 phút, ngang với đảo Lý Sơn, Việt Nam. Trước biển, các ngư dân Việt Nam chịu ơn vì biển đem lại nguồn sống, đồng thời tìm cách hòa nhập thân thiện với môi trường rộng lớn mênh mông của biển. Họ cũng phải liên tục đương đầu đối chọi với những biến động bất thường của biển với bao thách thức hiểm nguy. Tin vào sức mạnh của đại dương dẫn đến sự xuất hiện của hệ thống thần biển, bao gồm cả nhân thần, nhiên thần và thiên thần. Đó không chỉ là quá trình tôn vinh những xung lực của văn hóa nội tại, tự thân, mà nó còn là kết quả của quá trình giao lưu hội nhập văn hóa với các tiểu vùng vốn có truyền thống khai thác biển. Trên đảo Lý Sơn có đình An Vĩnh, thờ các bậc tiền hiền thuộc các dòng họ Phạm Văn, Phạm Quang, họ Lê và họ Nguyễn, nhiều đời ra khai thác hải sản ở Hoàng Sa, Trường Sa. Anh linh của các bậc tiền hiền còn sống trong tâm trí người đi sau, sống cùng sóng nước qua những di vật như gia phả, tà lệnh hoặc sắc phong. Trong ngôi từ đường họ Phạm, một dòng họ lâu đời đi biển trên đảo Lý Sơn, lưu giữ nhiều tư liệu quý. Đại Nam Thực Lục Chính Biên quyển 50 có chép: Vua Gia Long sai Phạm Quang Ảnh, đội trưởng đội Hoàng Sa, ra Hoàng Sa đo đạc thủy trình. Năm Minh Mạng thứ 17, 1836, ông Phạm Hữu Nhật
tránh đội trưởng thủy quân hải đội Hoàng Sa, Triều Nguyễn. Vâng mệnh đi Hoàng Sa, xem xét đo đạc đến đâu thì lưu dấu để ghi nhớ. Gia đình ông Đặng Lên, một dòng họ khác ở đảo Lý Sơn, dòng dõi cụ Đặng Văn Xiểm, thời Minh Mạng, đã đảm trách nhiệm vụ dẫn đầu đội thuyền đi thám sát đảo Hoàng Sa. Gia đình ông còn lưu giữ tờ lệnh cho đến nay đã 6 đời, ghi rõ ngày 15 tháng 4 năm Minh Mạng thứ 15, 1834, vâng mệnh dẫn đội thuyền 3 chiếc ra canh giữ đảo Hoàng Sa. Tờ lệnh đã trở thành tài sản quý của quốc gia, thể hiện tấm lòng nhớ ơn sự hy sinh của cha ông mình gìn giữ chủ quyền biển đảo. Thời Minh Mạng là thứ 15 thì ông chúng tôi là làm đặc công chớ có cái tình lính. Hồi đó là đi một chiếc thuyền á chỉ được có 8 người lính thôi. Mà đi ra tới Hoàng Sa mà không chắc là tới Hoàng Sa nữa. Có lắm lúc nhiều tàu đi phải là bỏ mạng ở đâu thôi chứ còn không tới Hoàng Sa. Đó là những ngôi mộ im lìm trên cát cháy. Người dân vùng biển có một tập tục là những người bị nạn trên biển không tìm được thi thể thì phải làm mộ gió như một niềm an ủi với người còn sống, lấy nơi mà thờ vọng. Sáu tháng, phải đương đầu với thời tiết khắc nghiệt ở Hoàng Sa, được trở về đoàn tụ với gia đình đã trở nên quá xa vời. Phần lớn, hoặc là gửi xác giữa biển khơi, hoặc là nằm lại với Hoàng Sa. Tưởng nhớ những binh phu đã hy sinh vì nghĩa lớn mà không tìm thấy xác, người dân ven biển miền Trung Việt Nam đã nghĩ ra việc đắp các ngôi mộ gió để tưởng vọng. Hoàng Sa trời nước mênh mông, người đi thì có mà không thấy về. Hàng ngàn, hàng vạn ngôi mộ gió đã tồn tại như một phần máu thịt không thể thiếu. Để vững lòng người đi, người dân Lý Sơn và một số nơi khác ven biển miền Trung đã tư duy theo lối tâm linh. Bắt hình nhân phải chết thế, bắt các thuyền bằng giấy phải chìm thay. Đó là lễ thức khao lề thế lính được tổ chức hàng năm. Ở dọc cái vùng ven biển Quảng Ngãi, như là ở Bình Sơn, ở Đức Phổ, ở Mộ Đức, ở Sơn Tịnh, và kể cả không phải dọc biển mà có cả trong đất liền nữa. Ví dụ những bài văn tế khao lề thế Hoàng Sa mà chúng tôi vừa phát hiện tại cái xã Tịnh Long, đó là một cái xã nằm sâu trong đất liền. Ở đó cũng có tế lính Hoàng Sa giống như là người dân đất đảo Lý Sơn đã từng làm tổ chức lễ khao lề thế Hoàng Sa trong suốt nhiều thế kỷ trước đây. Và hiện nay là phải nói lễ thức này là lễ thức được thường xuyên duy trì hàng năm. Lễ khao lề thế lính là một lễ hội được duy trì hàng trăm năm nay. Thời gian đầu khi mới thành lập đội Hoàng Sa, cứ 5 người của đảo Lý Sơn, một người được tuyển mộ vào đội làm binh phu đi khai thác và bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa. Việc này gọi là thế lính. Các hình nhân và thuyền giấy được xem như là người sẽ chết thay, chìm thay cho số binh phu chuẩn bị lên đường. Những người lính ra Hoàng Sa có thể an lòng vì đã có người chết thế cho mình rồi. Cũng là một liệu pháp tinh thần thế thôi. Vì hơn ai hết, dân Lý Sơn cảm nhận được những gì mà con em họ phải nếm trải mỗi khi lên đường. Những hình nhân, dù chỉ là hình tượng, dù chỉ là những vật vô tri, nhưng trong tâm thức ngư dân biển, đó là những chiến binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải bằng xương bằng thịt đã vì nước quên thân. Lễ khao lề thế lính như một biên giới mềm
về chủ quyền văn hóa biển Việt Nam trên Biển Đông. Lịch sử nước Việt là lịch sử mở nước xuống phương Nam và mở đường thông ra biển. Trong hành trình đó có những khúc quanh làm thay đổi vận mệnh dân tộc. Năm 1858, Hải quân Pháp đổ bộ vào Đà Nẵng, đặt Việt Nam dưới ách đô hộ của Pháp. Ngày 8 tháng 3 năm 1965, đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên của Mỹ đổ bộ vào cửa biển Đà Nẵng. Sự kiện đánh dấu sự có mặt chính thức của quân đội Mỹ trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Ngày nay, huyện đảo Hoàng Sa là một đơn vị hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng, được thành lập năm 1982.